Hello, xin chào tất cả các anh chị. Như thường lệ tối thứ tư thì Trinh sẽ có một cái webinar khoảng 45 phút giới thiệu về sản phẩm, đặc biệt là về công nghệ A-Slot. Thông thường thì Thiên Về Clip Phượng Lê chia sẻ cùng với thì Trinh, nhưng mà đôi khi chị Phượng bận cho nên thì Trinh sẽ phụ trách cái phần này hôm nay. Alright, chờ mình tí xíu để mình đổi cái slide. Đối với như các anh chị cũng biết, thì khi các anh chị xem xong cái webinar BB về kinh doanh, về khởi nghiệp, thì cái bước thứ ba thì chúng ta cần phải biết là những dòng sản phẩm của Nu Skin tại sao nó lại quan trọng, và đặc điểm then chốt ở yếu tố chính là cái gì. Thì đối với công ty Nu Skin cũng giống như bao nhiêu công ty khác có tên trên thị trường, nhưng đặc biệt vào 2009 thì công ty Nu Skin ra đời công nghệ A-Slot. Đó là một cái kỹ thuật độc quyền có 102 trên toàn cầu, và chính vì vậy đã giúp cho công ty đi vào cái tình trạng đi vào không phải là tình trạng mà công ty đi vào một cái bước có thể nói là cái bước bùng nổ, bởi vì công nghệ A-Slot là có 102 trên toàn cầu. A-Slot là gì? A là tuổi, Lot là khóa, khóa lại tuổi tác, có nghĩa là làm chậm lại cái tiến trình lão hóa và kéo dài cái tuổi thanh xuân. Đó là cách mà thị trường định nghĩa để dễ hiểu nhất, và mang lại cái số lượng tươi trẻ cho con người. Con người ta chúng ta đều sẽ bị lão hóa ở một cái giai đoạn nào đó. Chuyện mà chúng ta sanh lão mạnh tử hay là sanh lão bệnh tử thì trong giây lát thì Trinh sẽ cho các anh chị có câu trả lời là thế nào là sanh lão bệnh tử và sanh lão mạnh tử. Thì công nghệ A-Shot là đã giúp con người như thế nào? Tất cả chúng ta đều phải sẽ qua giai đoạn lão hóa. Vấn đề là ở lão hóa nhanh hay chậm, và công nghệ A-Slot có thể can thiệp vào quá trình lão hóa bằng cách là ngăn chặn sự tiến triển của lão hóa ở mức độ di truyền, có nghĩa là tác động vào căn nguyên gốc rễ sự lão hóa và điều chỉnh từ bên trong của nó. Hàng ngàn năm nay, nhiều nghiên cứu đã đổ xô đi tìm cái suối nguồn tươi trẻ của con người, tại sao chúng ta bị già nua, tại sao mắt chúng ta lại mờ, da chúng ta lại nhăn, tóc chúng ta lại bạc, tại sao chúng ta bị mệt mỏi, tinh thần uể oải, khi chúng ta ở vào cái tuổi về già thì đó là tình trạng lão hóa không tránh khỏi. Nhưng nếu như có cách nào có thể làm chậm lại cái tiến trình lão hóa đó thì công nghệ ageLOC đã là câu trả lời, có nghĩa là can thiệp thì biết được tất cả chúng ta bị lão hóa là từ trong cái gene của mỗi con người chúng ta, và công nghệ ageLOC có thể can thiệp đi lần tân căn nguyên gốc rễ và có thể điều chỉnh lại cái quá trình đó. Không có nghĩa là chúng ta đã thay đổi gene của mình, DNA chúng ta không bao giờ thay đổi cả, cái đời này chúng ta không bao giờ thay đổi, nhưng cái quá trình biểu hiện của nó trong cái quá trình chúng ta sống sẽ bị chênh lệch, và chính cái sự chênh lệch đó nó sẽ đưa tới hiện tượng chúng ta bị lão hóa nhanh hay chậm, và công nghệ A-Slot có thể làm chậm lại cái tiến trình chênh lệch đó để điều chỉnh lại, và khả năng của nó điều chỉnh được ở 92% để giúp chúng ta có thể có lại cái tuổi thanh xuân như chúng ta còn trẻ. Một cái ví dụ mà thầy Trinh thường cho các anh chị hình dung để dễ hiểu về công nghệ A-Slot, các anh chị có thể tưởng tượng một căn nhà bị dột, thì cái phản xạ đầu tiên của mọi con người là chúng ta ignore. Có nhiều người chúng ta không có khen thầy ignore, thì nếu mà so sánh đó về cái sức khỏe thì thầy Trinh muốn cho các anh chị thấy là có một số người họ không có màng về sức khỏe của họ. Có câu là trời sinh sao để vậy, có nghĩa là họ cũng mặc kệ, cứ việc hút thuốc uống rượu, sống ung dung tự tại, họ nghĩ là đời sống có một lần cho nên phải enjoy, phải hưởng thụ, và họ làm mặc kệ tất cả, cứ cái đà nhỏ đi, cứ là sống theo cái mặc kệ của thời gian, mặc kệ của mọi thứ, không có một cái hình thức nào để lo lắng về sức khỏe của mình. Đó là một hiện tượng chẳng hạn như là căn nhà bị dột, thì có nhiều người ta ignore nó, hư thì cứ việc hư, không có mặt biết tìm cách để tu bổ. Và một cái phản xạ thứ nhì con người chúng ta là khi bị dột thì chúng ta sẽ đi hứng hứng cái nước đó lau chùi, và chờ khi tận thì nó sẽ không còn chảy xuống nữa, và khi có mưa hay là có dột thì chúng ta phải tiếp tục hứng. Thì đối với so sánh với cuộc sống của con người chúng ta thì khá hơn cái người mà chúng ta ignore, tức là hoàn toàn không để ý tới. Thì một số anh chị em khi mà thấy có cái gì hay, cái gì lạ thì chúng ta vẫn dùng. Ai mà chia sẻ có cái kem này đẹp, đặc biệt là phụ nữ có thể giúp chống lão hóa, là chúng ta cái gì mua chúng ta trét lên, nhưng mà thật sự chúng ta đang chỉ là tô và bên ngoài chúng ta không biết. Hoặc là có thấy tivi quảng cáo cái sản phẩm nào đó có thể làm cho tóc chúng ta không bị bạc, các anh chị mua rồi các anh chị nhuộm lên cho nó được đẹp đen, và dĩ nhiên sau 3 tháng thì tóc có cái gốc
thì nó vẫn bạc, có nghĩa là từ trong cái gốc rễ bạc thì vẫn bạc, chúng ta chỉ đang che đậy tạm thời mà thôi. Thì những một số dòng sản phẩm trên thị trường cũng là như vậy, có nghĩa là chúng ta chỉ che đậy bề ngoài, chúng ta không có đi thẳng vào cái source, tức là cái nguyên nhân tại sao đưa tới chúng ta bị nhăn, tại sao đưa tới chúng ta bị lão hóa, tại sao đưa tới chúng ta bị tóc bạc, vân vân. Và cái hiện tượng thứ ba có nghĩa là khi chúng ta thấy được căn nhà bị dột thì phản xạ là chúng ta sẽ lấy cái mop, chúng ta lau chùi, chúng ta sẽ lấy cái bucket chúng ta đi hứng, và một cái nữa là chúng ta tự nhiên sẽ đi tìm thử coi là cái chỗ nó đang bị dột ở đâu, và chúng ta khóa ổ nước lại và chúng ta sẽ tìm thử coi à thì ra là do cái đường nước này nó bị bể, và chúng ta sẽ lót lại cái đường nước đưa tới, và sau đó chúng ta sẽ nhờ thợ tới để mà hàn lại cái ống nước này, và khi hàn lại ống nước đó thì nước sẽ không bao giờ bị chảy ra ngoài nữa. Hoặc là chúng ta chờ tận mưa, chúng ta lên nóc nhà chúng ta xem thử à thì ra cái mái ngói bị hư, bị bể do bão cho nên bị lủng một lỗ, và chúng ta sẽ thay cái mái ngói khác, thì khi như vậy thì có mưa xuống thì chúng ta cũng không bao giờ bị dột nữa. Tức là chúng ta thì công nghệ ASLOC là chúng ta đi tận gốc rễ tìm ra nguyên nhân tại sao con người chúng ta lại mất cái thể lực, trí lực, chúng ta lớn tuổi, tại sao tinh thần chúng ta bị uể oải, tại sao chúng ta mất trí nhớ, tại sao chúng ta bị bạc, tại sao tóc bạc, tại sao da nhăn. Và như thì Trinh nói là hàng ngàn năm nay biết bao nhiêu nghiên cứu đã đổ xô đi tìm về cái nguồn gốc tại sao con người chúng ta bị lão hóa, thì biết được à thì ra trong tầng gen của con người chúng ta, và nếu biết được nó nằm từ trong cái gen của mình thì có cách nào để có thể chỉnh sửa lại cái gen này không, đi tận nguồn trong, thì công nghệ ASLOC là câu trả lời. Có nghĩa là ASLOC thì tận gốc nguyên căn gốc rễ tại sao đưa tới quá trình chúng ta bị lão hóa, và làm chặn ngăn chặn ngay chỗ đó, thì chúng ta ngăn chặn từ bên trong. À, cho nên là không có chế lại từ bên ngoài. Đó là cái then chốt quan trọng của công nghệ ASLOC và được ra đời 2009, và đó cũng là lý do mà tại sao công ty trở nên bùng nổ trong vòng những năm về cả cận về đây, là bởi vì đã tìm ra được cái suối nguồn tươi trẻ từ trong cái gen của con người. Một lần nữa thì Trinh có một cái hình cho các anh chị thấy được là cuộc sống con người chúng ta bắt đầu từ đâu. Chúng ta bắt đầu từ một cái nhiễm sắc thể, chúng ta được phối hợp, chúng ta được ngồi ngày hôm nay là chúng ta được là do thừa hưởng phân nửa của cha, phân nửa của mẹ, có nghĩa là chúng ta hưởng phân nửa cái gen của cha, phân nửa cái gen của mẹ, tức là tiếng Việt mình gọi là nhiễm sắc thể, tiếng Anh mình gọi là DNA, là 23 của cha, 23 cái của mẹ để tạo thành con người chúng ta, và 9 tháng 10 ngày tạo ra mình. Tại sao chính cần 9 tháng 10 ngày, là bởi vì trong cái quá trình đó sẽ phát triển những cái tế bào, những cái mô cơ, gan, thận, hệ hô hấp, bao tử, đường ruột, và sau đó thì chờ cái quá trình nó phát triển 9 tháng 10 ngày thì tạo cơ thể con người chúng ta. Thì cái quá trình đó nó gọi là cell division, tức là quá trình phân bào. Và dĩ nhiên cái quá trình phân bào thì các anh chị hình dung nha, phân nửa của cha, phân nửa của mẹ phối hợp lại với nhau tạo thành mình. Và cái quá trình đó các chị có thể thấy từ cái DNA là một cái hình xoắn, và sau đó sẽ tách ra nhập lại, tách ra nhập lại, nó gọi là quá trình replication, trồng phải nhờ phải tách ra nhập lại sao chép, cái quá trình đó gọi là quá trình phân bào. Và khi tách ra nhập lại thì cái khả năng sẽ bị chênh lệch, các chị hình dung ha, nó bị so le và chênh lệch, đó là tình trạng đưa đến chúng ta bị hiện tượng lão hóa, và không ai tránh khỏi quá trình này, chắc chắn là sẽ có sự chênh lệch, vấn đề là chênh lệch nhiều hay ít mà thôi. Chênh lệch càng nặng thì gọi là gene mutation, có nghĩa là đột biến của gene đưa tới tình trạng chúng ta bị ung thư, còn chênh lệch sai lệch chút đỉnh, tín hiệu sai lầm thì đưa tới chúng ta bị lão hóa, là da chúng ta bị nhăn, tóc chúng ta bị bạc, mắt chúng ta bị mờ, đó là chuyện bình thường ai cũng vậy, vấn đề là nhanh hay chậm mà thôi. Nếu cái sai lệch nhiều quá thì chúng ta sẽ lão hóa lẹ hơn, sai lệch chậm thì chúng ta sẽ lão hóa chậm hơn. Thì cái quá trình này sẽ kéo dài bao lâu, thì cái quá trình phân bào này sẽ diễn ra từng giờ, từng phút, từng giây từ khi cha và mẹ thụ thai để tạo ra mình, và quá trình này sẽ tiếp tục diễn biến tới ngày chúng ta rời khỏi cái thế giới này, thì quá trình đó sẽ kết thúc. Và các chị có thể hình dung thế gì thì công nghệ ASLOC can thiệp như thế nào. Công nghệ ASLOC là bằng cách giúp hỗ trợ cho cái quá trình này được mỹ mãn, được chính xác hơn để chúng ta được khỏe mạnh hơn. Một cái ví dụ thì Trinh thường hay ví dụ các anh chị tưởng tượng cái thang, là cái ladder đó, là cây thang, và có những nấc để chúng ta đi. Nếu mà cái thang bị tách ra, và nếu mà cái thang bị tách ra chắc chắn các anh chị sẽ bị té, hình dung ha. Thì nếu mà có ai đó mà phá hủy cái thang này, hoặc là các anh chị đang bước lên và có một người nào đó cắt cắt cớ trước khi các anh chị bước lên thì họ đã làm hỏng lỏng cái thang đi, thì các anh chị sẽ bị té. Thì cái quá trình đó là quá trình sao chép phân bào, nó diễn tiến từng giờ, từng phút, từng giây.
Cho nếu cái công nghệ ASLOC bằng cách là bảo vệ cây thang này được vững chắc, inspect every single day để make sure là cây thang này không có bị lệch lạc, thì khi các anh chị đứng lên các chị sẽ không bao giờ té cả. Đó là ví dụ về quá trình phân vào. Một cái thì xin cho các anh chị ví dụ chẳng hạn như hai người phụ nữ cùng thụ thai. Người phụ nữ A khi biết mình thụ thai thì dùng dinh dưỡng, ăn uống kỹ lưỡng, dùng nhiều chất vitamin để bảo vệ, thì chắc chắn là tại sao? Là tại người phụ nữ này muốn cho đứa bé được khỏe mạnh. Tại vì quá trình nó phát triển phân bào từng giờ, từng phút, từng giây ảnh hưởng bởi ngoại tác và nội sinh. Ngoại tác là do cái quá trình người phụ nữ này sống như thế nào. Nếu mà bảo vệ sức khỏe tốt thì chắc chắn cái thai nhi sẽ được khỏe mạnh. Còn người phụ nữ B khi biết mình thụ thai thì vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, nếu mà có hút thuốc uống rượu thì vẫn tiếp tục đi nhảy disco vân vân, đi thức khuya, thì những cái đó sẽ ảnh hưởng, nó gọi là ngoại tác, ảnh hưởng tới cái quá trình thai nhi, cái quá trình phân bào đó, cho nên chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng xấu nhiều hơn cái người phụ nữ kia, cho nên đứa bé có thể bị sảy thai hay là sinh ra đứa bé sẽ không bao giờ khỏe mạnh. Cho nên công nghệ ASOC bằng cách là can thiệp vào cái quá trình này để đánh thức cái người phụ nữ B để họ biết được họ đã dùng sức khỏe, dùng những dòng dinh dưỡng để hỗ trợ, để bảo vệ, để giúp cho cái quá trình phân bào được chính xác hơn. Và khi chúng ta tạo ra mình thì tới phiên mình là khi chúng ta lớn tuổi, tất cả mọi thứ là ảnh hưởng bởi chúng ta. Chúng ta ăn uống kỹ lưỡng, chúng ta dùng dinh dưỡng, chúng ta tập thể dục, thì vô hình dung là chúng ta đang bảo vệ cái quá trình phân bào của mình được chính xác, thì chúng ta sẽ được khỏe mạnh. Còn nếu các anh chị lạm dụng sức khỏe, mặc kệ mọi thứ, không, chúng ta hút thuốc uống rượu, chúng ta ăn uống không kỹ lưỡng, thì vô hình những cái ngoại tác đó đưa vào bên trong, nó sẽ làm hư hại cái quá trình gene expression, biểu hiện của gene, cho nên đưa tới tình trạng chúng ta sẽ bị lão hóa nhanh hơn. Hoặc là do môi trường, giống như thì trên thường ví dụ hai người sinh đôi, cùng cha cùng mẹ sinh ra, tức nghĩa là cùng một cái DNA, nhưng mà tại sao có người lại trẻ hơn cái người em, người anh lại trẻ hơn người em, người anh lại cao hơn người em. Ví dụ chẳng hạn môi trường ở khác nhau, một người ở Texas hay là một người ở New York, thì chắc chắn cái người ở New York thì các anh chị thấy là khí hậu mát mẻ hơn, cho nên da mặt hồng hào hơn, còn người ở Texas thì nó sẽ bị nóng, cho nên chắc chắn là sẽ bị đen hơn. Hoặc là một người ở châu Phi, một người ở ngoài, ở nước ngoài, ở Mỹ, thì cái người ở châu Phi chắc chắn sẽ phát triển chiều cao thấp hơn, và người ở Mỹ sẽ phát triển chiều cao tốt hơn, là do dinh dưỡng, mặc dù là cùng cha cùng mẹ sinh ra. Cho nên gene DNA không thay đổi, nhưng cái quá trình chúng ta sống là bị thay đổi, là ảnh hưởng bởi những cái gì chúng ta chọn trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì cái quá trình nó sẽ gọi là ảnh hưởng, gọi là gene expression, ảnh hưởng tới quá trình biểu hiện của gene, cho nên đưa đến sự lệch lạc, và lệch lạc đưa đến cho hình tượng chúng ta bị lão hóa nhanh hay chậm. Cho nên công nghệ ASOC bằng cách là can thiệp cái quá trình này để bảo vệ cái quá trình này được hoàn thiện hơn. Bản đồ gene được giải mã vào 2003, thì 2009 là công nghệ ASOC được chào đời, là biết được là trong con người chúng ta thì có 25.000 cái gene, và mỗi một cái gene là có một cái tín hiệu khác nhau, thì lúc đó biết được là có 160 cái gene liên quan tới aging, có nghĩa là lão hóa, là tại sao da chúng ta bị nhăn, tại sao mắt chúng ta bị mờ, tại sao tóc chúng ta bị bạc, tại sao chúng ta không có chạy nhanh khi 40 tuổi, chúng ta chạy không có còn nhanh như hồi chúng ta 10-25 tuổi, tại sao khi 50 tuổi chúng ta cảm thấy đau lưng mệt mỏi, là hiện tượng lão hóa. Và trong đó thì biết được là có 52 gene liên quan cái ti lập thể, các anh chị có thể hình dung đó là cái hình bầu dục ở trong cái tế bào chúng ta, đó là cái nơi chuyển hóa năng lượng, là bộ máy của mình, giống như một chiếc xe hơi, thì cái engine của chiếc xe là cái bộ máy là quan trọng nhất. Thì trong cơ thể con người chúng ta là cái ti lập thể, là cái mitochondria, là một trong cái nơi chuyển hóa chất hữu cơ để làm năng lượng nuôi cơ thể con người chúng ta. Và cái bộ máy này sẽ bị yếu dần khi chúng ta càng lớn tuổi, nó gọi là wear and tear, tức là hao mòn, là chuyện bình thường, đưa tới tình trạng chúng ta bị lão hóa. Vấn đề là hao mòn nhanh hay là chậm. Các anh chị có thể ví dụ một chiếc xe, nếu các anh chị giữ kỹ 5.000 mai chúng ta rotate cái bánh xe một lần, thì chắc chắn 4 bánh xe của anh chị có thể kéo dài lâu hơn. Còn nếu các anh chị cứ tiếp tục chạy và các anh chị không rotate chiếc xe 5.000 mai, để 20-30.000 mai mới rotate, thì cái wear and tear của cái xe do cái sức nặng của cái đầu xe và cái đuôi xe nó khác nhau, cho nên đưa tới cái vỏ nó sẽ bị mòn. Và khi mòn, các anh chị có lại 4 cái vỏ xe cùng một lúc. Cho nên có người giữ cái vỏ xe của họ có thể kéo dài 5-60 ngày ngay, họ mới thay vỏ xe một lần. Có nhiều người có 30.000 mai là họ phải thay, là cái quá trình quen theo nó quá nhanh.
Thì con người chúng ta cũng vậy, có người bằng tuổi với nhau, tại sao người quá trẻ còn người kia quá già, là tại họ bị quen theo quá nhanh, là do cái quá trình họ sống, quá trình ăn uống của họ, cái quá trình môi trường họ đang ở ảnh hưởng tới cái quá trình đưa tới hiện tượng lão hóa. Cho nên công nghệ ASOS bằng cách là tác động vào cái quá trình này để giúp cho chúng ta có thể hoàn thiện hơn, để giúp cho cái quá trình quen theo, tức là hao mòn nó chậm hơn, chậm hơn thì lão hóa chúng ta sẽ đến chậm nơi chúng ta hơn. Thì đó là cái công nghệ ASOS. Dĩ nhiên trên đời này không có cái gì là hoàn hảo 100%. Nếu như ai nói với các anh chị là có thể phục hồi được 100%, cái đó thì xin cho là không bao giờ chính xác cả. Bởi vì công nghệ ASOS có thể khả năng tái tạo và phục hồi cái biểu hiện gen của con người ở 92% đó, thì trên đó là quá tuyệt vời. Trên đời này không có con số nào lớn nhất và cũng không có con số nào là nhỏ nhất. Cho nên nếu như công nghệ ASOS 100% để cải thiện thì cái chuyện đó là impossible. Các chị có thể hình dung cái bản đồ gen, cái heat map của một cái DNA của một người, thì chúng ta ví dụ cho anh chị cái màu bên tay trái xanh nhiều hơn đỏ, anh chị có thể tạm hiểu màu xanh là tượng trưng cho khỏe và màu đỏ là tượng trưng cho xấu. Đây là cái người khoảng 25 tuổi, và chỉ nhiên chắc chắn các anh chị thấy chính giữa là cái người khoảng ví dụ như 65 tuổi, thì các anh chị sẽ biết chắc chắn là cái quá trình sao chép phân vào đó xảy ra từng giờ từng phút từng giây. 65 tuổi có nghĩa là xảy ra 65 năm, cho nên chắc chắn sự trở trên là sẽ nhiều hơn cái người 25 tuổi. Và nếu các anh chị lấy của cái người 95 tuổi chắc chắn sẽ đỏ nhiều hơn nữa, là bởi vì mà chuyện bình thường, quá trình 95 năm họ sống thì cái quá trình biểu hiện cho ngoại tác và nội sinh của họ 95 năm, cho nên sẽ đỏ càng nhiều hơn cái người 65 tuổi. Và công nghệ ASOS là các chị nhìn cái map của chính giữa cho cái người 65 tuổi này, dùng những dòng sản phẩm có liên quan tới công nghệ ASOS trong vòng 3 tháng 6 tháng tùy vào cơ địa của mọi người, và sau đó sẽ lấy cái DNA của người đó để xem là ASOS có thể reset cái gene của họ, cái gene expression của họ được bao nhiêu. Thì các chị có thể thấy là nó cho thấy được cái màu xanh của cái người đỏ này đã vào khôi phục, nó giống như cái người 25 tuổi. Không có nghĩa là chúng ta reverse cái người 65 tuổi trở thành người 25 tuổi, không phải vậy, nhưng mà là để điều chỉnh lại cái quá trình biểu hiện của gene để cho cái người này cảm thấy khỏe, có sức sống, có năng lượng giống như cái người ở khi chúng ta còn ở tuổi 25. Ok, đó là cái then chốt quan trọng của công nghệ ASOS. Một ví dụ cho các anh chị thấy, đây là cái quá trình, các chị tưởng tượng ha, quá trình phân bào diễn tiến từng giờ từng phút từng giây, và khi chúng ta càng lớn tuổi thì những cái gene xấu nó sẽ phát triển mà nhanh hơn, và khi chúng ta những cái gene khỏe mạnh bao nhiêu năm đấy hoạt động thì nó sẽ bị mệt, cho nên sẽ giảm. Cho nên công nghệ ASOS bằng cách là điều chỉnh xuống những cái gene xấu và điều chỉnh lên những cái gene khỏe để chúng ta có thể reverse, đi ngược lại cái tuổi của mình. Một cái ví dụ của cái Thiên Bình Phượng Lê cho các anh chị thấy trước đây, hình 3 năm về trước, là trước khi dùng công nghệ biết về Nu Skin, biết về công nghệ ASOS, đó là hình của chị. Và sau 3 năm về sau, hình này là chụp hồi tháng 12 2012, là rõ ràng các chị thấy, dĩ nhiên không phải nào biến cái chị này từ bốn mấy tuổi trở thành hai mươi mấy tuổi, không phải như vậy, nhưng mà sắc diện của cái mặt của Thiên Bình Lít Phượng Lê rõ ràng là thấy sự khác biệt, rõ ràng là thấy sự trẻ trung ra, là bởi vì công nghệ ASOS đã reset cái biểu hiện của gene này để điều chỉnh lại cho nó không có bị lệch lạc nhiều, cho nên cải thiện được cái sức khỏe, cải thiện về cái sắc đẹp của người của chị. Một cái ví dụ cho các anh chị thấy nữa là tại sao khi chúng ta còn trẻ chúng ta ăn rất là nhiều mà chúng ta không mập, nhưng mà khi chúng ta càng lớn tuổi ta ăn ít là chúng ta lại mập, là bởi vì khi chúng ta còn trẻ thì những cái gene mập nó không hoạt động và những cái gene ốm nó hoạt động tích cực, khi chúng ta càng lớn tuổi thì nó sẽ tỷ lệ nghịch. Cho nên công nghệ ASOS bằng cách là có thể điều chỉnh xuống những cái gene mập và điều chỉnh lên những gene ốm. Cho nên các chị có thể thấy cái hình bên đây là sau một thời gian dùng những dạng sản phẩm có liên quan tới công nghệ ASOS thì chúng ta reset lại cái bộ máy đó, cho nên thức ăn đi vào được chuyển hóa một cách efficiently, có nghĩa là hữu hiệu hơn, hiệu quả hơn, cho nên chúng ta có đốt được mỡ đó mà tăng được cơ, cho nên chúng ta có thể cải thiện lại giống như khi ta còn còn trẻ. Đây là một cái hình thì Trinh rất là thích cho các anh chị hình dung ra cái là cái chiều hướng và cái tương lai của công nghệ ASOS sẽ đi về đâu. Các anh chị có thể thấy một cái tivi ở mình còn trẻ, đó là cái tivi chúng ta không có remote control, chúng ta phải lên cái tivi chúng ta turn off and turn on, và sau đó thì ta có cái remote control, sau đó chúng ta có được tivi hình màu, vân vân và vân vân. Và ở thời điểm đó các anh chị có thể hào hình dung ra chúng ta có cái plasma tivi hay là LCD tivi, hay là bây giờ là chúng ta có được cái 3D tivi. Dĩ nhiên chúng ta không hình dung ra ở thời điểm đó, nhưng mà chắc chắn một số người engineering kỹ sư họ đã hình dung ra, và chính
Các chị thấy nếu mà ai đã hình dung ra thì tương lai của họ đã đi về đâu. Và kế tiếp là năm 1968, chúng ta có người đầu tiên lên mặt trăng. Ở vào cái thời tuổi cha mẹ, chúng ta không bao giờ tưởng tượng là sẽ có người lên mặt trăng, nhưng mà thật sự chuyện đó đã xảy ra. Và thậm chí tới bây giờ có nhiều người lớn tuổi họ không nghĩ là chúng ta sẽ lên được mặt trăng ở, nhưng mà ở trên mặt trăng có nước, nơi nào có nước là còn nơi nước có sự sống. Cho nên đối với thì Trinh nghĩ là 30 năm sau, cái chuyện mà đi lên mặt trăng, đi lên đi xuống là chuyện bình thường, thậm chí sẽ có nhà trên đó và sẽ có vườn hoa trên đó, mình chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Có một số các chị sẽ tin và một số các chị sẽ không bao giờ tin. Nếu các anh chị tin và những người mà khoa học mà tin vào đó thì tương lai của họ sẽ đi đâu thì các anh chị cũng sẽ biết. Và chẳng hạn như là về cái World Wide Web, về mạng, ngày xưa chúng ta không có internet, không có email, không có FaceTime, bây giờ thì có mọi thứ. Webinar các chị có thể trực tiếp xem từ ở khắp năm châu để nhìn về thế giới phẳng. Chúng ta không nghĩ ra, chẳng hạn như là Google, bất cứ chuyện gì các chị cũng có thể search ra. Và chẳng hạn như Facebook, Google, YouTube, những người đó đi về đâu hiện tại, tức là họ đã có trở thành những người giàu, bởi vì họ thấy được cái tiềm năng của cái internet và cái kỹ thuật, khoa học kỹ thuật nó đi tới đâu. Và một cái mà Trinh thích nhất là cái phone. Các chị hồi xưa chúng ta có phone bàn, sau đó chúng ta có phone ở trong xe, nhưng mà cũng phải gắn vào trong xe để cho gọi điện thoại. Kế tiếp một cái là chúng ta có cái phone cell phone, nhưng mà nó giống như cục gạch. Các chị hình dung cái thời mình mới qua Mỹ năm 88 là cái phone rất là to. Các chị nào coi phim Hồng Kông thấy rồi, trời, chó chết, là cái phone rất là bự. Ở thời điểm đó thì Trinh không nghĩ là mình sẽ có cái iPhone 5S đang cầm trong tay bây giờ, hay là cái Samsung mà các chị đang có. Chúng ta không bao giờ nghĩ ra chúng ta có cái đó. Các chị biết hình dung ra hay không, nhưng mình ở lúc đó mình sẽ không bao giờ tưởng tượng là kể sẽ một ngày chúng ta sẽ có cái iPhone 5. Chúng ta không hình dung, nhưng chắc chắn là ở thời điểm đó có một số người sẽ hình dung ra, chẳng hạn như là Steve Jobs. Steve Jobs có thể là lúc đó đang propose một cái project với bạn bè cái của ông ta là đây là cái phone mà tôi sẽ thấy tương lai. Và chắc chắn là một số người chúng ta sẽ cười ngạc, cười ngộ nghĩnh là nghĩ là chuyện đó không xảy ra. Nhưng nếu chúng ta nhìn và chúng ta tin tưởng là chuyện đó xảy ra thì đầu tư vào nó, thì các anh chị sẽ biết tương lai của những người đó sẽ đi về đâu. Ok. Và bản đồ Chin giải mã vào 2003, đó là một cái cống hiến cho nhân loại. Cả ngàn ngàn năm nay chúng ta chỉ biết là chúng ta sống được là do từ cái DNA của cha mẹ đưa tới. Chúng ta không biết là con người chúng ta tạo ra, nam và nữ phối hợp tự nhiên tạo ra mình. Tại sao có con người chúng ta các bạn còn không biết. Và tới 1953 thì cái bản vô là biết được là thì ra chúng ta tạo được quẩy do cái DNA là một cái hình xoắn. Chúng ta chỉ biết vậy thôi. Và tới 50 năm sau, tức là 2003, thì họ biết được cái hình xoắn đó là dài 2 mét, và trong 2 mét đó chứa 3 tỷ đơn vị, và 3 tỷ đơn vị đó tổng hợp là 25.000 cái gen để tạo ra con người chúng ta. Thì lúc đó là bản đồ gen được giải mã vào 2003, là với bao nhiêu năm, gần 50 năm nghiên cứu của hơn mười mấy nước và đổ hàng mấy tỷ vào trong đó để cống hiến, một cái cống hiến có thể nói là lớn nhất, thứ nhì cho nhân loại, thứ nhất là người đầu tiên lên mặt trăng, là cái đóng cống hiến thứ nhất có thể nói là cho humankind của thế kỷ 20. Và tới thế kỷ 21 là bản đồ gen được giải mã, có thể nói là cái cống hiến thứ nhì trong nhân loại, có thể trong humankind, là hai cái mà thì Trinh cho là cống hiến lớn nhất để thay đổi, có thể nói là thay đổi cả cái nhân loại này. Và tới 2009 thì công nghệ ASLOC được chào đời, là chính nhờ vào hai cái bước đó là DNA là hình xoắn 1953, và tới 2003 thì bản đồ gen được giải mã. Trong cái quá trình 50 năm đó, chúng ta lại hiểu là tại sao con người chúng ta bị lão hóa, tại sao sanh ra rồi tại sao bệnh, rồi tại sao phải chúng ta phải chết. Thì công nghệ ASOS được chào đời, biết được con người chúng ta bị lão hóa là do từ trong cái gene, quá trình biểu hiện của gene, quá trình sao chép là bị lệch lạc, và sự lệch lạc đã đưa tới tình trạng chúng ta bị lão hóa, tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, vân vân và vân vân. Và nặng hơn nữa là gene mutation, có nghĩa là đột biến, sao chép quá lệch lạc, hư hại quá nhiều, mất đi nhiều tín hiệu, cho nên đưa tới tình trạng chúng ta bị ung thư. Cho nên nhờ như vậy mà chúng ta có thể ngăn ngừa được ung thư, và vân vân. Cho nên công nghệ ASLOC chào đời là A là tuổi, LOC là khóa, khóa lại tuổi tác, làm chậm lại cái tiến trình lão hóa đó, và cả khả năng của ASLOC có thể reverse lại được 92%, tái tạo lại, phục hoạt được 92%. Cho nên tất cả có một số người sẽ không bao giờ tin đó là chuyện sự thật, nhưng mà đó là sự thật. Và nếu các anh chị tin vào nó thì các anh chị nghĩ tương lai của ASLOC sẽ đi vào đâu trong vòng 30 năm nữa, đặc biệt vào thời điểm này khi mà xã hội chúng ta đang vào cái tình trạng là quá chất quá nhiều, độc tố quá nhiều, thức ăn thì quá nhiều chất bảo quản, quá nhiều chất chemical để làm cho trái cây có thể 2 tháng vẫn không hư, gà, công nghiệp,
bò, trâu, heo vân vân, nuôi một cái là phình to trong một ngày, rau củ quả. Các chị thấy tất cả những thứ này là ở cái thời gọi là tất cả mọi thứ nó làm bởi vì cái khoa học tân tiến mọi người phải đi theo như vậy và chúng ta cũng phải sống theo như vậy, cho nên đưa tới tình trạng đột biến gen hư hại gen càng nhiều hơn. Cho nên công nghệ ASOT bằng cách là có thể bảo vệ cái quá trình đó để trừ khử những cái tế bào gốc tự do, tức là free radical, để có thể bảo vệ được cái quá trình của phân bào của DNA của gene. Cho nên bản thân thì Trinh là một scientist, khi mình thấy được cái ASOT có thể giúp con người như vậy đặc trị, chúng ta thì Trinh trong 16 năm trong ngành là đi nghiên cứu để tìm những cái thuốc để chữa bệnh, phát minh những cái thuốc để chữa bệnh cho người. Bệnh thì chúng ta phải chữa, đó là chuyện bình thường, nhưng mà nếu như có cách nào đó để ngăn ngừa chúng ta không phải bị bệnh từ from the beginning thì vẫn khỏe hơn, đúng không? Cho nên công nghệ ASOT và có thể thay đổi, reverse, tái tạo lại, có thể kéo dài tuổi thanh xuân, có thể mang người khoa học, nhà khoa học sẽ tin đó là sự thật, nhưng chắc chắn sẽ có một số người không tin đó là chuyện bình thường. Chẳng hạn như là kỹ sư họ design cái 3D ba chiều của cái tivi, có một số người tin có người không tin, nhưng mà đó là chuyện đã xảy ra. Chẳng hạn như khi Steve Jobs nói về iPhone 5S, có thể một số người chúng ta không tin, 30 năm về trước một số người ta hoàn toàn có thể là cười ngại nhiễu và vấn đề đó. Chẳng hạn như bây giờ ASLOC cũng vậy, cho nên nếu các anh chị tin vào những gì, những minh chứng mà thị trường nói, thì công nghệ ASLOC sẽ đi vào đâu trong 30 năm nữa, thì câu trả lời đó thì Trinh sẽ để cho các anh chị tự nhận định. Đây là những dòng sản phẩm có liên quan tới công nghệ ASLOC. 2007 là chúng ta có cái bộ cái máy Galvanic Spore. Cái máy này thì cái idea này cũng đã hơn 100 năm về trước, là do một nhà bác học người Ý tên là Galvani biết được là cái máy này do nguồn điện một chiều có thể giúp con người chúng ta, và cái bộ máy này trong vòng 5 phút có thể giúp chúng ta thấy được cái đường nét da mặt chúng ta nhăn trở lại không có nhăn trong vòng 5-10 phút. Là đó là sự nhận định có thể thấy được kết quả liền tại chỗ là con người chúng ta được trẻ ra, bởi vì do làn da chúng ta được không bị nhăn. Và kế tiếp là 2009 thì là cái bộ transformation, tức là cái bộ kem dưỡng da, trong 7 ngày có 8 cách nhận diện được cái da chúng ta thay đổi như thế nào, bởi vì con người chúng ta bị lão hóa là do tóc bạc, da nhăn, mắt mờ từ bên trong cơ thể. Một cái mà hiện trưng mà hiện hữu mà nó dễ nhìn thấy, tức là do từ cái da của con người chúng ta, do cái da nhăn, da nám, lỗ chân lông bị to, vân vân và vân vân. Cho nên cái bộ kem này có thể thay đổi, và Trinh cũng lặp lại cho anh chị biết là phần đông chúng ta cứ nghĩ là mỹ phẩm là cho nữ chứ không phải là cho nam. Lão hóa có nhận định được người nào nam là nữ hay không, hay là lão hóa chỉ cho người nữ hay không, hay là chỉ cho mình nữ không có nam. Lão hóa là người nào cũng bị cả, thì những cái dòng dinh sản phẩm này cũng vậy, để chống lão hóa là cho cả nam và nữ chứ không phải là chỉ ở người phụ nữ không. Và kế tiếp là 2010 thì cái lọ ASLOC Vitality được chào đời. Như thì Trinh nói là trong 160 gene liên quan tới lão hóa thì trong đó có 52 gene liên quan tới cái bộ máy của con người, tức là cái mitochondria, là cái nơi chuyển hóa cho khu cơ của mình nó bị yếu dần. Cho nên cái ASLOC Vitality có thể phục hoạt lại cái bộ máy này, giúp cho cái bộ máy này được khỏe. Khi mà khỏe thì có thể chuyển hóa được năng lượng, khỏe thì có thể trừ khử được độc tố, cho nên độc tố sẽ không đi vào trong tế bào nhân, cho nên bảo vệ được cái quá trình phân bào được tốt, cho nên giúp cho cái quá trình này không bị so le, thì chúng ta sẽ thể ngăn ngừa làm chậm lại cái tiến trình lão hóa. Kế tiếp là chúng ta có cái máy Galvanic Body Spa, bằng cách là giúp giảm cái lượng tế bào mỡ cellulite, đặc biệt là những người phụ nữ sau khi sanh thì chúng ta sẽ có những cái lớp birthmark vân vân, thì nó sẽ giúp, và đặc biệt nam cũng có thể dùng để phối hợp với tập thể dục, chúng ta có thể làm cho chúng ta có được cái six pack nhanh gọn lẹ hơn. Và 2001 thì có cái lọ gọi là ageLOC R2, tức là ngoài việc giúp cho cái bộ máy của chúng ta được khỏe mạnh, còn giúp cho cái gan và thận, bởi vì tất cả thức ăn đi vào thì phải qua gan và qua thận, cho nên sẽ làm cho cái gan ta dơ, cái thận chúng ta là dơ, độc tố nằm ở trong đó. Cho nên cái R2 có thể giúp trừ khử những cái chất dơ ở trong gan và thận để giúp cho gan và thận được khỏe mạnh hơn, phối hợp với cái bộ máy trong cơ thể con người chúng ta. Và 2012 thì có cái lọ ALOC từ phế Essence Ultra, có nghĩa là khi chúng ta còn trẻ chúng ta có được cái lực đàn hồi, lực co giãn, nhưng mà khi chúng ta lớn tuổi chúng ta mất cái lực đàn hồi đó, cho nên da chúng ta bị nhăn. Các anh chị nhìn bàn tay của mình biết có chúng ta bị nùng, da nhăn là bởi vì chúng ta mất cái lực đàn hồi đó đi. Và cái ALOC từ phế Essence Ultra bằng cách là cải thiện cho chúng ta có được cái lực đàn hồi đã trở lại. Và 2003 là cái ALOC TR90, tức là transformation
trong transforms in trong 90 ngày có thể giúp chúng ta làm giảm đi cái tế bào mỡ, giảm đi cái lượng mỡ gọi là mỡ nội tạng, tức là mỡ mà đưa tới tình trạng chúng ta bị những cái bệnh chẳng hạn như là béo phì, tiểu đường, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, đột quỵ vân vân, là do cái mỡ nó quá nhiều tích cực ở trong gan, phổi con người chúng ta, đưa tới tình trạng bệnh tật. Cho nên cái bộ TR90 bằng cách là đốt cái lượng mỡ đó và làm tăng cái lượng cơ, tại vì cơ bắp khỏe mạnh thì con người chúng ta khỏe mạnh, tế bào chúng ta được khỏe mạnh. Và kế tiếp nữa là những năm 2015, 17, 19 là sẽ có những dòng sản phẩm về công nghệ ASOS sẽ tiếp tục được chào đời. Và đặc biệt thì chính cho các anh chị xem một cái này là cái niềm vinh dự và tự hào có thể nói đối với công ty Nu Skin là cái đây là cái cuốn cẩm nang của y khoa gọi là Physician Desk Reference, trong đó là có tổng hết tất cả những cái thuốc đặc trị nằm ở trong đó. Đặc trị là khiến ta bệnh gì thì bác sĩ sẽ biết là à bệnh này thì sẽ dùng những cái thuốc này, và thuốc này sẽ có những biến chứng này, và thuốc này dùng ngày bao nhiêu lần, uống uống nên uống với cái gì, và nên cử uống với những cái thứ gì vân vân, và nếu uống vào những cái side effect như thế nào, tất cả đều phải được nằm trong cuốn cẩm nang này. Tất cả những phòng mạch, bệnh viện, thư viện đều có cái cuốn cẩm nang của y khoa. Nhưng mà công ty Nu Skin là đây là những dòng thực phẩm chức năng hỗ trợ supplement chúng ta, nó không có liên quan tới chữa bệnh, nhưng mà bởi vì tính chất cái then chốt của công nghệ ASOS và những cái kỹ thuật độc quyền để có thể bảo vệ sức khỏe trong người chúng ta, chính vì cái then chốt đặc biệt đó mà những dòng sản phẩm này được vinh dự nằm trong cái cuốn cẩm nang của y khoa ASOS. Chẳng hạn như là tea green, trà xanh, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, lai thác nano, dầu cá, hay là ASOS R2 vân vân. Và ngoài việc đó có sách mách có chứng, như thầy Trinh nói là công ty Nu Skin còn cho ra cái máy gọi là bio photonic scanner, tức là cái máy đo là cái nồng độ chống oxy hóa trong người chúng ta. Khi chúng ta lớn tuổi thì cái những độc tố tích tụ trong người chúng ta quá nhiều, và nếu chúng ta do quá trình ta hấp thụ oxy để giúp chúng ta khó thở, nhưng cũng cùng một lúc là đưa tới quá trình oxy hóa, cho nên gọi là con dao hai lưỡi. Oxy là con dao hai lưỡi, giúp chúng ta sống nhưng cũng vô tình hại chúng ta, đưa tới tình trạng chúng ta bị lão hóa. Cho nên những dòng dinh dưỡng này chúng ta dùng, nhưng dùng có cách gì để minh chứng, thì cái máy này có thể đo được cái dòng nồng độ chống oxy hóa trong con người chúng ta. Nếu con số chúng ta được cao có nghĩa là chúng ta trừ khử được những cái độc tố này. Đây là hàng loạt những dòng sản phẩm như thì Trinh nói là trong công nghệ ASOS. Chúng ta có những dòng sản phẩm liên quan tới công nghệ ASOS Reset là những nhóm gene của mình trong uống ngoại thoa. Ngoài ra còn có những vật dụng, dòng sản phẩm từ trong vật dụng gia đình, chẳng hạn như dầu gội đầu, kem đánh răng, kem dưỡng ẩm vân vân và vân vân. Cho nên nếu đối với các anh chị nào những là những người mới tham gia thì nếu các anh chị nào mà mới vừa tham gia thì các anh chị được một cái đặc biệt nữa là các anh chị được cái chương trình gọi là mua 3 tặng 1. Các anh chị có thể mua một cái package dùng bên trong dinh dưỡng cho mình, và một cái package dùng bên ngoài, và một cái package trong cái vật dụng gia đình của mình, thì tháng tới các chị sẽ được free một cái package mà các chị có thể thích thế nào các anh chị có thể lựa chọn. Các chị có thể hỏi với cái người mà giới thiệu các anh chị để hướng dẫn cho các anh chị tận dụng cái quá trình cái khuyến mãi này để chúng ta có thể có được nhiều sản phẩm để mà trải nghiệm. Okay. Bây giờ thì Trinh sẽ đi chuyên sâu chi tiết hơn chút đỉnh về những cái dòng sản phẩm liên quan tới công nghệ ASOS. Một cái thì Trinh sẽ nói về cái máy và cái bộ ASOS Transformation. Như thì Trinh nói là có 160 cái gene liên quan tới quá trình tại sao con người chúng ta bị lão hóa. Dĩ nhiên lão hóa từ bên trong chúng ta không thấy được, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được tại sao con người chúng ta bị uể oải, mệt mỏi. 40 tuổi chúng ta không còn chạy nhanh như chúng ta 25 tuổi. Bên ngoài da chúng ta rõ ràng thấy rõ, hồi chúng ta còn 25 tuổi chúng ta da mặt hồng hào, tóc không bị bạc, bây giờ 40 tuổi tóc bạc nhiều hơn, đi cũng không nổi, da chúng ta bị nhăn vân vân. Thì công nghệ ASOS là biết được à trong đó có một cái số nhóm gene ảnh hưởng tới đó, thì quá trình của công nghệ ASOS là 160 gene liên quan tới quá trình lão hóa này, và tác động bằng cái bộ máy transformation và cái máy Galvan này trong 7 ngày có cách nhận diện được cái sự khác biệt ngoài da của chúng ta, và trong 10 phút có thể thấy được cái da chúng ta không còn bị nhăn, không còn bị chảy xệ. Một cái ví dụ cho các anh chị hình dung, có nghĩa là điều chỉnh xuống những cái gene liên quan tới quá trình da chúng ta bị nhăn, và điều chỉnh lên những cái quá trình làm cho da chúng ta được thẳng, cho nên cũng là gọi là reset lại những cái nhóm gene này. Cho nên trong 3 tháng hay là 6 tháng các anh chị dùng thì tự nhiên các anh chị thấy con người chúng ta được trẻ ra, da mặt chúng ta lại bớt nhăn hơn, bớt đồi ngồi hơn,
hay là lỗ chân lông của chúng ta nó được nhỏ trở lại, vân vân. Đó là những hình thức để nhìn về cái quá trình. Và kế tiếp là cái lọ ALOT trục phế Xenotra, các chị thấy hình của Thymelis Phượng Lê. Khi mà cái lọ này ra thì chị đã dùng nửa mặt của mình để minh chứng xem là nó có thực sự khác biệt hay không. Thì rõ ràng trong cái lọ ALOT trục phế Xenotra là làm cho sao? Như thì Trinh nói là trong con người chúng ta là chúng ta có cái elastin, tức là cái lực đàn hồi của da. Nhưng mà khi chúng ta càng lớn tuổi thì cái lực đàn hồi này bị mất. Các anh chị tưởng tượng giống như là cái bong bóng. Khi mà các anh chị có bong bóng thì nó co, chẳng hạn cộng dây thun có thể có lượng co thắt. Nhưng mà khi các anh chị chế nước vào cái bong bóng, hoặc các anh chị thổi cái bong bóng lên, sau các anh chị xì cái hơi đi, thì bắt đầu bong bóng nó bị nhăn. Thì con người chúng ta cũng vậy, khi chúng ta còn trẻ thì nó căng, nhưng mà khi chúng ta càng lớn tuổi thì nó bị đùng, bị nhăn trở lại. Thì cái lọ ALOT trục phế Xenotra là giúp cho chúng ta làm giảm đi cái lượng nhăn đó và làm cho nó căng trở lại. Ok. Một cái các chị có thể hình dung đây là cái da của mình khi chúng ta còn trẻ là mọi thứ nó đều căng ra, chúng ta có thượng bì, trung bì và hạ bì, và sau một thời gian thì nó sẽ bị sụm xuống, và càng lớn tuổi thì càng sụm, cho nên đưa tới chúng ta bị da nhăn. Các chị có thể tưởng tượng cái nệm chúng ta ngủ, đúng không? Chúng ta có những cái mướp, những cái foam hay là những cái khôi, cái cấu trúc nó làm cho cái nệm được firm và chắc. Và dĩ nhiên sau một thời gian chúng ta phải thay nệm khác là sao? Là chúng ta nằm, chúng ta đè lên nó thì từ từ nó cũng phải, những cái lợt là so này nó sẽ bị thụng. Thì da chúng ta cũng vậy, lớn tuổi là chắc chắn sẽ bị nhăn. Cho nên nếu có cách nào đó có thể làm chậm lại cái quá trình này thì chắc chắn chúng ta chậm già hơn. Thì đó là thức là cái loại ALOT trục phế Xenotra là cấu trúc làm cho cái elastin, cái sự co giãn nó được trở lại, phục hồi sự co giãn đó cho mình. Thì chúng ta có thể đi bỏ cái phần này cho các anh chị về cái phần khoa học của nó. Và bây giờ thì Trinh sẽ chia sẻ về cái phần bên trong, tức là lão hóa. Cái bọn nhận diện đầu tiên mà chúng ta có thể thấy là từ bên ngoài là da nhăn, tóc bạc, bị sệ, bị đùng ở thơ nơi. Đó là cái nhận diện bên ngoài. Nhưng mà bên trong sức khỏe chúng ta không thấy được. Chẳng hạn ta đi không có nổi, đi mệt mỏi. Hồi trẻ ta có thể chạy được 5-10 mai, nhưng mà khi lớn tuổi ta chạy không nổi, ta thở hổn hển vân vân, thì sức khỏe bên trong, thì bên trong thì Trinh sẽ có ba cái đặc biệt. Chẳng hạn thì gọi là bộ nhị hợp, phối hợp với hai dòng sản phẩm. Bộ tam cần là phối hợp với ba cái sản phẩm. Bộ ngũ linh là phối hợp với năm cái sản phẩm. Thì Trinh sẽ đi chi tiết hơn từng cái cho các anh chị. Thứ nhất thì Trinh sẽ nói về cái lọ ALOT và THT, hay là cái R2 là cái version thứ nhì. Thì như nãy thì Trinh nói là trong 160 gene liên quan tới quá trình lão hóa con người, thì trong đó có 52 cái gene liên quan tới cái ti lập thể, là những cái hình bầu dục. Các anh chị nhìn thấy đây, để Trinh lấy cái này, có nghĩa là những cái đây là những cái ti lập thể, và đây là nơi chuyển hóa thức ăn. Thức ăn đi vào phải qua cái bộ máy này, chuyển hóa thành energy để nuôi cơ thể, nuôi tế bào. Trong cái quá trình chuyển hóa thức ăn chắc chắn cũng sẽ đưa tới byproduct, tức là độc tố, và những độc tố nó tích tụ càng nhiều thì nó sẽ làm hư hại những tế bào bên trong của mình. Đặc biệt nữa, khi mà nó quá nhiều thì nó hư hại luôn cái tế bào nhân, và nó sẽ đi vào trong cái DNA, tức là nơi mà chúng ta có được gene từ cha và mẹ của mình. Thì đây là cái quá trình phân vào nằm ở đó, cho nên độc tố đi vào sẽ làm ảnh hưởng cái quá trình này. Chẳng hạn như thì Kinh nói là cắt cớ, có người nào phá cái thang của mình thì chắc chắn mình sẽ bị té. Thì y chang thì độc tố đi vào mà nó phá hủy cái quá trình này thì đưa tới biểu hiện chúng ta bị lão hóa, nặng hơn nữa là đưa tới tình trạng gene mutation, đột biến của gene, đưa tới nhiều tín hiệu sai lầm, thì đưa tới chúng ta bị ung thư. Cho nên cái ALOT và THT bằng cách là bảo vệ cái bộ máy này, phục hoạt và tái tạo những bộ máy khác, làm ta được khỏe mạnh, thì gián tiếp chúng ta sẽ trừ khử những độc tố đó. Và khi độc tố không có lan truyền thì chúng ta bảo vệ được những tế bào lân cận, bảo vệ được tế bào nhân, nơi mà chúng ta có được từ cha và mẹ, thì cái quá trình này sao chép sẽ ít bị lệch lạc hơn. Ok, đó là cái loại ALOT và THT. Và kế tiếp thì Trinh sẽ nói về cái LiPAC nano. Nano có nghĩa là siêu phân, nano encapsulation, tức là dạng siêu phân tử. Dạng siêu phân tử. Và ở trong cái LiPAC nano là có hơn 60 loại thành phần khác nhau, chống oxy hóa cực mạnh. Trong đó có những chất chẳng hạn như là vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, những chất chiết xuất từ ở cây xanh, từ ở hạt nho, từ ở trà xanh,
và những chất axit béo hỗn hợp, bởi vì trong hơn 60 loại chất khác nhau, và dĩ nhiên có chất hòa tan được trong nước và chất không hòa tan được trong nước, chẳng hạn như là vitamin C là hòa tan được trong nước, những cái khoáng chất như là mineral, khoáng chất là mineral chẳng hạn như là potassium, sodium, chromium, selenium, iron, những chất đó là nó hòa tan được trong nước. Còn những chất không hòa tan được trong nước chẳng hạn như dầu cá hay là vitamin E, vitamin E, thì cho nên các chị thấy hai chẳng hạn như dầu và nước thì nó sẽ không bao giờ trộn được với nhau, cho nên nó không có đồng chất. Chẳng hạn như các chị lấy bột hay là nước, các chị chế nhanh quá thì nó sẽ bị ốc trâu, nó bị lợn cợn, nó không có đều. Cho nên để cho nó được đều thì chúng ta phải có 7 viên, và trong 7 viên nó tách ra những cái đồng chất, nó đi chung với nhau, đặc biệt nó dạng nano là siêu phân tử nén nhỏ lại, cho nên nó sẽ thẩm thấu vào trong cái cơ thể con người chúng ta được hữu hiệu hơn, có thể đó là hơn 95% được thẩm thấu. Còn nếu những dòng vitamin khác trên thị trường nó không có công nghệ nano, cho nên tất cả những cái phân tử này rất là lớn và nó mix together, nó lộn cộm. Các chị tưởng tượng như ốc trâu thì khi mà nó đi vào cái bao tử chúng ta nó không bao giờ thẩm thấu, trên một số nào nó sẽ đi vào bên trong, còn phần còn lại nó sẽ đi ra đường thận và đi ra ngoài, cho nên chúng ta sẽ không có công hiệu nhiều. Còn nếu chúng ta có dạng nano, chúng ta tách nó ra, thứ nhất là tách ra để cho những cái đất đồng chất nó đi chung với nhau, thứ hai nữa dạng nano siêu nhỏ, cho nên nó sẽ thẩm thấu vào trong con người chúng ta, cho nên giúp con người chúng ta được khỏe mạnh hơn. Đây là cái hình về hóa học cho các chị thấy, chẳng hạn như là COQ10 là một cái chất rất là khổng lồ, và nó lại là axit béo, nó không có hòa tan được trong nước, chúng ta nén nhỏ lại ở trong một cái shell, và cái shell này có thể hòa tan được trong nước, cho nên khi mà nó đụng tới tế bào thì nó có thể merge, break it down, đưa, cho nên transfer, vận chuyển cái này đi vào bên trong. Các chị tưởng tượng giống dạng như là một cái con sông, bên kia mà chúng ta phải có cái cầu mới đi qua được, còn nếu không có cầu chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ đi qua được cái bên kia. Thì cái nano là cái vận chuyển đó để giúp chúng ta đưa dinh dưỡng từ bên trong đi vào trong cơ thể chúng ta qua cái dạng nano là như vậy. Để cho con người chúng ta có được đủ chất trong một ngày 24 tiếng đồng hồ là chúng ta cần phải có ít nhất là 90 loại chất, trong đó là 60 loại khoáng chất khác nhau, 15 loại vitamin, 12 loại acid amin, tức là amino acid để build cái DNA của mình, và ba cái dạng acid béo khác nhau. Đây là những thứ mà chúng ta cần phải ăn trong một ngày. Dù chúng ta làm thế nào đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ đủ chất trong một ngày cả, nhưng mà trong LifeHack Nano nó chứa hơn 60 chất, là coi như là 2/3 là chúng ta có được từ trong LifeHack Nano. Còn 1/3 kia là chúng ta do ăn uống hàng ngày, sáng, trưa, chiều, cho nên chúng ta có đủ được 90 chất trong một ngày. Phần đông chúng ta không có đủ, có thể nói là chúng ta không đủ, cho nên đưa tới tình trạng ta bị thiếu dinh dưỡng, và từ thiếu dinh dưỡng đó thì tế bào sẽ bị yếu, và tế bào bị yếu thì sẽ đưa tới tình trạng ta bị lão hóa. Cho nếu ta có đủ hết tất cả những chất này thì chắc chắn chúng ta bị lão hóa, chúng ta cũng sẽ lão hóa nhưng sẽ chậm hơn nhiều. Ok. Và cái thứ hai nữa, các chị tưởng tượng 90 chất đó tương tương giống như là hai cái giỏ xe rau củ quả trong một ngày, chúng ta không thể nào ăn nổi hết hai cái giỏ xe này trong một ngày, cho nên LifeHack Nano có thể nói là nén hết trong đó hơn 60 chất, cho nên chúng ta cần nên dùng những cái loại dinh dưỡng này để có thể bảo vệ nuôi tế bào được khỏe mạnh trong 24 tiếng trong một ngày cho mỗi một cơ thể của con người. Như thì Trinh mới vừa nói thì là trong cái hàm lượng của LifeHack Nano hỗ trợ cho xương, cho DNA, cho cái quá trình chuyển hóa thức ăn, hệ miễn dịch, tim mạch, mắt, não bộ, vân vân và vân vân. Kế tiếp là nước cất, cho nên cái Vitality và LifeHack Nano thì Trinh gọi nó là bộ 2 hay là bộ nhị hợp, và bây giờ thì Trinh sẽ nói thứ ba là nếu các anh chị thêm nước cất thì Trinh gọi đó là bộ tam cần. Trong nước cất là gọi là G3, có nghĩa là cất phối hợp với ba loại trái cây khác nhau: sơn, trà tử, kỷ tử và dứa. Với 3 năm nghiên cứu tại 3 phòng thí nghiệm, và trong cái nước cất là có một cái chất gọi là beta-carotene, hay là chúng ta còn gọi là protein, chất của vitamin A, chất lycopene, lutein, vitamin E, vitamin C, vân vân. Tức là những chất này là những chất không có hòa tan được ở trong nước. Những cái vitamin này là vitamin béo. Thì khi vitamin béo thì các anh chị tưởng tượng nó sẽ nằm ở đâu? Nó bảo vệ con người chúng ta ở cái màng tế bào. Trong người chúng ta sẽ có tế bào, chúng ta sẽ có môi trường A và môi trường B cách nhau bởi cái màng tế bào, và nước cất sẽ đi vào trong đó. Những cái nào mà hòa tan được trong nước sẽ có cái channel, cái bridge đi vào bên trong, còn những thứ kia nó sẽ nằm ở ngoài tế bào để bảo vệ, giúp cho sự lưu thông của tế bào A và tế bào B được vận chuyển một cách tốt đẹp hơn.
Các chị có thể tưởng tượng cái ngã tư đường, tại sao chúng ta có thể có đèn xanh đèn đỏ, đâu cần phải có đèn xanh đèn đỏ đúng không, nhưng mà tại sao phải có? Chính nhờ cái đèn xanh đèn đỏ đó để giúp cho sự lưu thông được trôi chảy hơn. Bởi vì nếu không thì Trinh đi thẳng và Trinh thấy một người nào đó quẹo trái hay quẹo phải ta không biết và làm cái rầm là chúng ta sẽ bị đến tai nạn, sẽ đưa tới tử vong. Nhưng mà nếu như có đèn xanh đèn đỏ thì à tới giờ tôi đi anh sẽ đứng lại. Thì y chang như trong người chúng ta cũng vậy, là giữa những hàng tỷ tế bào phối hợp với nhau bởi cái màng tế bào và cái cửa nhau cho nên lưu thông được. Còn nếu mà ta không có sự lưu thông này thì hai tế bào này sẽ miscommunication, sẽ đưa tới tình trạng là những cái tế bào nào nó phải có chu kỳ nó chết thì nó không chết, và nó overexpress thì sẽ đưa tới tình trạng ta bị ung thư. Cho nên nước cốt có khả năng ngăn ngừa được ung thư, bảo vệ được tế bào, bảo vệ cái màng tế bào. Đó là tại sao nó giúp bảo vệ cho da, cho mắt, là bởi vì chúng ta có được chất beta-carotene và những cái vitamin này nó sẽ giúp cho cái lưu thông của tế bào được khỏe mạnh. Cho nên thì trên gọi đó là bộ tam cần. Nếu ta cần thì chúng ta phối hợp thêm với nước cất sẽ hữu hiệu hơn cho mỗi con người của chúng ta. Đây là một cái hình cho các anh chị thấy là ở trong cái nước cất tại sao là nước cất mà không phải là những cái cây khác, là bởi vì với bao nhiêu năm nghiên cứu biết được ở trong nước gốc là cái gốc sơn cà, trà tử, kỷ tử và dứa, thì cái hàm lượng của những cái chất chống oxy hóa này vượt trội hơn cái chất cà rốt hay là trái ngô hay là trái trái cà hay là trái cam chúng ta dùng. Chúng ta có những cái vitamin trong đó nhưng mà cái hàm lượng vitamin ở trong cái nước gốc và ba cái loại trái cây này cao hơn nhiều, cho nên nó phát địch, nó bảo vệ chúng ta được 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 hữu hiệu hơn. Đây là cái hình để cho các chị hình dung tất cả những gì thì Trinh mới vừa nói về cái những dòng sản phẩm bên trong cho các anh chị thấy. Đây là cái tế bào, ok, các anh chị có thể tưởng tượng đây là cái tế bào, ok, các anh chị thấy đây thì Trinh gọi đó là cell membrane, có nghĩa là màng tế bào. Dĩ nhiên ngoài đây chúng ta sẽ có một tế bào nữa, ok, chúng ta sẽ có hàng tỷ tế bào, và đây là cái ti lập thể, là cái lọ Ajax và tha ti sẽ hỗ trợ cho cái bộ máy này tái tạo nhiều cái bộ máy tốt để cho độc tố nó không có từ đi vào, và nếu không có độc tố nó sẽ không có lan truyền ra, thì chúng ta bảo vệ được tế bào nhân. Đây là nơi mà chúng ta có được phân nửa của cha, phân nửa của mẹ. Đây là cái quá trình phân vào sao chép sẽ xảy ra chỗ này và đưa tới những tín hiệu cho chúng ta, ok. Cho nên cái lọ Elox và tha ti bảo vệ những cái bộ máy này đây, và Lifeact Nano là có thể giúp thẩm thấu vào trong đây, nuôi dưỡng tất cả những thứ ở trong cơ thể cho người chúng ta. Phối hợp hai thứ, ok. Và cái thứ ba là cái nước gấc, là bảo vệ nước gốc sẽ đi vào, dĩ nhiên cái nào hòa tan được trong nước thì nó sẽ đi vào bên trong, nó phối hợp chung với Lifeact Nano để bảo vệ tất cả những thứ này, còn những thứ mà không hòa tan được trong nước thì nó sẽ nằm ở chỗ này, đây gọi là màng tế bào. Chỗ này rất là quan trọng, bởi vì nếu cái màng tế bào này bị tắc tắc nghẽn, có nghĩa là tế bào từ trong đây không có nói chuyện ra được tiếng ngoài, hai bên nó bị mất tín hiệu với nhau thì sẽ đưa tới tình trạng ta bị ung thư. Cho nên nếu mà nước gốc có thể hỗ trợ để giúp sự lưu thông này được kết nối giữa A và B để không mất chịu communication, chẳng hạn như ngã ta đường tư đường mà có đèn xanh đèn đỏ, tưởng tượng cúp điện rồi tai nạn thường thế là thầy xảy ra rất là nhiều. Cho nên nếu mà chỗ này mà bị mất tay bị ảnh hưởng thì đưa tới tình trạng chúng ta bị ung thư tử vong, cho nên hỗ trợ thêm bằng nước gốc, cho nên Trinh gọi đó là bộ tam cần, là rất là cần thiết cho mỗi một con người, ok. Mình sẽ đi tiếp cho các anh chị. Kế tiếp là Trinh sẽ nói về nấm linh chi, tức là nãy là bộ tam cần là rất cần thiết cho mọi người chúng ta dùng. Thế thì nấm linh chi sẽ hỗ trợ như thế nào? Nấm linh chi thì nó có bằng cách là bảo vệ cho hệ miễn dịch. Con người chúng ta bị bệnh hay là bị ung thư là do hệ miễn dịch chúng ta bị yếu, tức gọi là cái defense system của mình đó, là gọi là natural defense system. Chẳng hạn như một cái quốc gia mà muốn cho được an toàn là chúng ta sẽ có quân đội, chúng ta có không quân, thủy quân, lục chiến, vân 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 vân, để bảo vệ cho quốc gia chúng ta. Khi mà có giặc tới chắc chắn là chúng ta sẽ có dàn lính này ra để bảo vệ đất nước, thì y chang như con người của chúng ta cũng vậy, để chúng ta được khỏe. Giặc có nghĩa là vật lạ, khi mà có một cái khối u nào mà hiện tới trong người chúng ta thì cái dạng defense system này sẽ ra tiêu diệt cái vật lạ đó đi, cho chúng ta sẽ không bao giờ bị ung thư, chúng ta không bao giờ bị bệnh. Chúng ta bị cảm, chúng ta bị bệnh là do những vật lạ nó tấn công vào trong người chúng ta bị những cái virus, và chúng ta không có cái dạng defense system này cho nên là chúng ta bị bệnh, ok. Cho nên nấm linh chi có thể hỗ trợ bằng cách là làm tăng cái hệ miễn dịch đó lên. Nấm linh chi có hàng nhiều loại khác nhau, nhưng mà cái loại màu đỏ là tốt nhất, gọi là hồng chi. Và trong cái nấm linh chi thì ở bên trong cái nấm linh chi nó có một cái bào tử, và cái bào tử nó rất là khó mà vỡ ra được, cho nên Nu Skin Pharmanac có kỹ thuật độc quyền có thể crack được cái bào tử này ra. Trong cái bào tử đó là có những thành phần gọi là chất polysaccharide, là một trong những cái chất
quan trọng để làm tăng cái hệ miễn dịch, tăng cái tế bào T, tế bào B và natural killer cell, là những cái tế bào cần thiết trong cơ thể làm tăng hệ miễn dịch, và nhờ trong cái bào tử của nấm linh chi, cho nên công nghệ của công ty Nu Skin Pharmanac có khả năng crack được cái pore để lấy những cái thành phần tinh túy này ra cho người chúng ta, cho nên có thể bảo vệ được hệ miễn dịch, làm tăng những cái tế bào này lên để có thể ngăn ngừa những bệnh tật cho mình, cho nên nó phối hợp chung với cái bộ tăng cần hồi nãy là thì Trinh nói là sẽ tuyệt vời. Kế tiếp là trà xanh. Trà xanh có hàng nhiều loại trà xanh khác nhau trên thị trường, nhưng mà để lấy được cái chiết xuất đặc biệt trong trà xanh, cái chất gọi là polyphenol, và khả năng của công ty Nu Skin là có thể lấy được 97%. That's why chính là các chị thấy được chữ T-Green 97 là cái số độc quyền ở chỗ là 97% của chất polyphenol. Và trong 97% của chất polyphenol thì đây là cái hình bên trái, các anh chị có thể thấy đây là cái chất gọi là polyphenol, và chất đó là chất chống oxy hóa cực mạnh. Ok, và trong cái chất đó có một cái chất gọi là chất catechin, tức là khả năng của nó có thể ức chế một cái men gây ra ung thư, bảo vệ được cho những tế bào được khỏe mạnh. Cho nếu chúng ta biết phối hợp giữa trà xanh, có nghĩa là chúng ta ức chế cái men gây ra ung thư, bảo vệ được cho tế bào, và trong cái nấm linh chi làm tăng hệ miễn dịch, rồi thêm với cái bộ ba mà Trinh vừa chia sẻ là công nghệ A-Slot bảo vệ cho cái ti lập thể, lipid là 60 cái loại chất dinh dưỡng phối hợp với nhau, nước cất để bảo vệ màng tế bào, giúp cho sự lưu thông giữa A và B vân vân. Cho nên nếu chúng ta có thể dùng 5 cái dòng sản phẩm chung với nhau thì anh gọi nó là bộ ngũ linh là tuyệt vời, để vừa là cho người chúng ta được khỏe mạnh, trong ngăn ngừa được lão hóa, làm chậm cái tiến trình lão hóa, và còn khỏe mạnh hơn nữa là ngăn ngừa được ung thư. Tất cả chúng ta đều có tế bào ung thư nằm trong con người chúng ta, vấn đề là nó có phát triển hay không là do cái quá trình ảnh hưởng bởi chúng ta biết bảo vệ sức khỏe của mình, cho nên vật lạ nó xuất hiện là nó bị thu gọn lại, cho nên chúng ta không bao giờ bị ung thư cả. Cho nên nếu như có khả năng thì các anh chị nên dùng cái bộ năm, đặc biệt là ai có gia đình từng ung thư, có history tiền án là ung thư thì khả năng các anh chị bị ung thư sẽ bị cao hơn. Cho nên đó là những cái mà chị muốn chia sẻ về những dòng sản phẩm tối ưu đặc biệt của công ty Nu Skin. Dĩ nhiên có hàng loại sản phẩm khác nhau đó, từ bên ngoài, trong trong uống ngoài thoa, những cái đặc biệt nổi trội nhất để có thể chia sẻ với các anh chị. Dĩ nhiên các anh chị nếu mà người mới tham gia thì đủ một cái khái niệm cho các anh chị hiểu biết là những cái Nu Skin là gì, và công nghệ Islock quan trọng như thế nào, và sẽ bảo vệ sức khỏe của con người ra sao. Và để kết thúc trên cho các anh chị xem là một lần nữa, có nghĩa đây là bộ nhị hợp, bộ tam cần và bộ năm, thì Trinh gọi nó là bộ ngũ linh. Đó là những dòng sản phẩm bên trong phối hợp với bên ngoài, nếu các anh chị uống trong uống ngoài pha để cho giúp con người chúng ta được khỏe mạnh. Đối với thầy Trinh thì chúng ta câu thầy Trinh thường hay nói là sao, phòng bệnh khi nào, phòng bệnh khi chúng ta vẫn còn đang khỏe mạnh, chăm sóc sắc đẹp khi nào, khi chúng ta vẫn còn đang đẹp, chúng ta không đợi chúng ta nhăn rồi chúng ta mới đi đi dùng những cái kem để chống nhăn, it's too late. Chẳng hạn như một cái hoa hồng các anh chị đem về nhà thì Trinh thích trồng những cái đem mang những cái orchid, tức là hoa lan, và nếu các anh chị biết chăm sóc hoa lan thì cái hoa lan sẽ kéo dài rất là lâu, còn nếu các anh chị không biết chăm sóc thì nó sẽ chết rất là lẹ. Chẳng hạn như bông hồng các anh chị có thể mua về và các anh chị tưới nước, có một số người cứ để 5 7 ngày ta không đụng tới thì chúng ta bị héo, và khi héo các anh chị tưới nước vào nó có trở lại tươi bình thường hay không, chuyện đó là impossible, một khi nó héo là nó đã héo. Còn nếu các anh chị biết chăm sóc thì khi hoa hồng vẫn còn đang đẹp thì nó sẽ kéo dài được lâu hơn. Cho nên chăm sóc sắc đẹp khi chúng ta vẫn còn đang đẹp, khi da chúng ta vẫn chưa bị nhăn, là quá trình chúng ta phải chăm sóc, chúng phải nói ồ tôi da chúng tôi thẳng là không không làm, không phải, mà nó sẽ từ từ sẽ nhăn, cho nên nó phải ngăn ngừa trước. Chăm sóc sức khỏe, sức khỏe khi nào, khi chúng ta vẫn còn đang khỏe, cái ung thư chúng ta không còn bệnh, không có bệnh, không có bị gì hết, thì quá trình đó có thể giữ cho nó không bao giờ bị bệnh cả. Còn nếu các anh chị bệnh thì các anh chị phải đi chữa bệnh. Cho nên có nhiều khi ta nói là từ nhỏ lớn tôi không bao giờ có bệnh, không uống hết. Không có bệnh không có nghĩa là các anh chị healthy, khi mà đi khám ra thì đủ thứ bệnh cả. Cho nên phòng bệnh khi nào, phòng bệnh khi chúng ta vẫn còn đang khỏe mạnh, chăm sóc sắc đẹp khi chúng ta vẫn còn đang đẹp. Đó là những cái mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị về những dòng sản phẩm có liên quan tới công nghệ Age Lock, và đặc biệt là sức khỏe đối với con người chúng ta.